ăn nuốt hết miếng chuối trong mồm đi nha. Nè, ăn no đòn đấy. Không lẽ xin đàng hoàng nhá. Mẹ hỏi có ăn không, mày xin mẹ không bây giờ á. Mẹ hỏi ăn này không ăn à. Ngay hết miếng chuối mồm đấy. Này. Lỡ xin mẹ miếng chuối mà không ăn hết và cái kết. Xin xong nhưng ăn bỏ mứa chắc chắn là điều tối kỵ nhất của các bà mẹ Việt Nam. Chú chó này cũng vậy, thấy cô Sen nhà mình có miếng chuối ngon quá nên lại xin. Nhưng ai mà có ngờ đâu, khi ăn vào thì nó không ngon như tưởng tượng. Giờ nuốt cũng không được mà nhẹ ra cũng không xong vì sợ mẹ la, nên mới có cái khuôn mặt cứng đờ như mọi người thấy. Chỉ đói con mắt là giỏi thôi, nên cô gái quyết định phải dạy dỗ cho thằng nhóc này một trận. Giờ không muốn ăn cũng phải ăn cho xong, không được nhè ra. Con nuốt hết miếng chuối trong mồm đi nha. Nè, ăn no đòn đấy. Không lẽ xin đàng hoàng nhá. Mẹ hỏi có ăn không, mày xin mẹ không bây giờ á. Mẹ hỏi ăn này không ăn à. Ngay hết miếng chuối mồm đấy. Này. Mặt nó lúc này thì hết sức đau khổ, nhưng con ăn không nổi mẹ ơi. Lúc nãy thì ai một hai cũng phải đòi cho được, lớn đầu phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không tự ăn được thì để mẹ giúp cho. Thế là cô lấy tay, dùng tác động ngoại lực để chú chó nhà mình nhai cho xong miếng chuối. Sau mấy lần thì nó cũng chịu ăn xong rồi nuốt xuống. Phải dạy như thế một lần mới chưa, hay đòi xong lại không ăn lắm. Như thế mãi thì không làm bé ngoan được đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.